treo săn cua, cáp treo như tàu điện này. Đông như xe buýt luôn. Nó hai tầng anh, trên tầng cáp vậy thế mới ăn. Phải giữ cái này nghĩa đâu không vấn đề gì. Đây là khoang cáp treo này. Ngồi đi con. Mình là chuyến đầu tiên trong ngày. Đã đóng cửa cáp treo. Mình cũng thế, mình lên đằng trước mới soi chứ nhỉ. Nó cơ phải lên trước chứ nhỉ. Đây rồi. Đi cáp treo trông như đi tàu. Đây đang trên cáp treo vượt biển. Kia là công viên nước. Cáp treo này rất là rộng. Đây và đang đứng đây và chuẩn bị hạ cái xuống. Cáp treo rất là rộng. Yeah.